Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây là đơn hàng đi ngày 18 tháng 7 nha mọi người. 18 tháng 7. Đây là 2.000 lít rửa giường nha. Đó, anh em nào đang cần combo rửa giường sau thu hoạch để tẩy nấm khuẩn, gông rêu và phục hồi cho bộ lá xanh dày mướt thì liên hệ Út nha. Đây, thì Út cho phối là cốc quan nha. Cốc quan thì một gói như vậy là 200 lít nước nè. Đó, mình phối chung với măng cô Z để tẩy nấm khuẩn, gông rêu trên thân lá và đồng thời là giúp cho cái bộ lá của mình xanh dày mướt, phục hồi bộ lá sau thu hoạch ha. Đây, do trong cái măng cô xanh nó có chứa mangan và kẽm nha mọi người. Đó, cho nên là mình phun vô rất là xanh lá luôn. Thì một ký măng cô Z xanh này thì mình pha cho 400 lít. Còn cốc qua là một gói như vậy là 200. Đó, đây là combo 2.000 lít này mọi người. Đó, combo 2.000 lít. Còn đây là 10 gói vitamin Mỹ thì khách của em lấy để tứ gốc để phòng ngừa những cái đối tượng ví dụ như bàn lá thối rễ nè, nứt thân xì mũ hay hoặc là lỡ cẩu rễ nha mọi người. Thì ngoài ra thì nó còn quản lý được bệnh thối nhũng nè, tháng thư xương mai nè, hay là vàng lá nè, nứt thân xì mũ trên rau màu cây ăn trái nè. Và đối với lúa thì nó quản lý được đậu ôn, vàng lá, bạc lá, đốm sọc, lem lép, thối noãn, xì mũ, ghẻ sẹo, rỉ sắt, đốm mắt cua, đốm trắng hay còn gọi là đốm tắc kè trên thanh long đó mọi người. Đốm tắc kè trên thanh long thì cái gói này rất là ok nha. Ngoài ra thì nó còn quản lý được những cái đối tượng chết nhanh, chết chậm, héo rũ, héo xanh, chết ẻo cây con. Đó, anh em nào cần thì alo Út ha. Vitamin Mỹ, nguyên liệu của Ấn Độ luôn nha mọi người, xài rất là tịch nha. Hàng này là nguyên liệu chuẩn của Ấn Độ luôn. Đây, xài rất là tịch nha mọi người. Này. Đó, thì đây là 10 gói khách nhà Út đổ gốc để phòng ngừa bệnh. Còn đây là combo cũng là cốc quan với lại măng cô Z xanh, khách của Út xử lý ghẻ ở trên cây có muối nha mọi người. Đó, anh em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì mình cứ để lại bình luận phía dưới video, Út sẽ tư vấn cho anh em nha. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.